Lý do mà DK Beauty lựa chọn Á hậu Tuyết Như trở thành đại sứ thương hiệu của mình là bởi vì vẻ đẹp cũng như những tiêu chí làm đẹp của Tuyết Như rất phù hợp với những điều mà DK đang hướng đến. Và mong muốn với sự hợp tác này thì Tuyết Như sẽ lan tỏa tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với các chị em phụ nữ. Chúng ta hãy luôn yêu thương và trân trọng bản thân mình. Xin chào, mình tên là Trần Tuyết Như, Á hậu 2 của Miss Trend Việt Nam 2022. Đối với Như, lý do mà Như lựa chọn đến với lại DK Beauty cũng như là chấp nhận lời mời làm đại sứ thương hiệu của DK Beauty là tại vì sự uy tín cũng như là chất lượng dịch vụ của DK Beauty. DK Beauty đã có mặt tại Hà Nội 6 năm rồi, và trong khoảng thời gian đó DK Beauty cũng là một thương hiệu đã giúp cho rất nhiều các chị em phụ nữ hiện đại có thể tự tin hơn, yêu bản thân của mình hơn và biết cách chăm sóc bản thân mình hơn. Và đối với Như cũng là một người phụ nữ thì do khối lượng công việc cũng như là lịch trình của mình thì nhiều khi Như cũng đã quên đi cái cách chăm sóc bản thân mình một cách tốt nhất. Và đến với lại DK Beauty thì DK Beauty đã giúp cho Như có thể tự tin hơn và chăm sóc bản thân của mình một cách hiện đại nhất, một cách hiệu quả nhất và an toàn nhất. Và Như mong rằng sự hợp tác của Như với DK Beauty có thể giúp lan tỏa cũng như là giúp các chị em có thể làm đẹp một cách hiệu quả hơn, chất lượng hơn và an toàn hơn.